Chào mừng quý vị các bạn đến với bản tin X giải trí. Các bạn tin không, nghệ sĩ Hồng Vân đã giảm tới 14 kg và chồng cô là Tuấn Anh đã giảm đến 42 kg, trông rất khác thường. Vâng, vừa hôm qua nghệ sĩ Hồng Vân hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện với vẻ ngoài thay đổi rõ rệt sau khi giảm thành công 14 kg. Sau khi giảm cân thành công, nghệ sĩ Hồng Vân được khen ngợi vì sự thay đổi về vóc dáng cũng như thần thái. Vào ngày 7 tháng 11, dàn sao Việt như ca sĩ Ngưu Tiên Hương, Á hậu Diễm Châu, Nông Thúy Hằng, Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Thiều Bảo Trang đã tham gia sự kiện báo sâu thực tế chuyến xe nhan sắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Hồng Vân gây chú ý khi mặc trang phục áo dài tông trắng giản dị tham dự sự kiện này với hình thái khác hẳn mọi khi, trông rất là thanh mảnh. Ngoại hình của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng khiến dân cư mạng vô cùng bất ngờ. Sau khi giảm hơn 14 cân, vóc dáng của nữ nghệ sĩ đã có sự thay đổi khác biệt rõ rệt, trở nên thon gọn hơn. Thần thái của nghệ sĩ Hồng Vân cũng tươi tắn và rạng rỡ hơn. Nữ nghệ sĩ từng hào hứng chia sẻ từ ngày giảm cân được, đáng kể thì thôi rồi, nhiều sự kiện gửi thư mời. Bây giờ đi là hết nha, chẳng bù lúc trước trốn chui trốn nủi. Ai cũng nghĩ mình khó khăn nhưng thực sự là không biết mặc đồ gì để đi sự kiện hết. Nhưng bây giờ thì mình có thể tự tin rồi nha mọi người. Vâng, giảm cân 14 kg đã giúp cho nghệ sĩ Hồng Vân mặc đồ gì cũng được. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là một gương mặt quen thuộc với khán giả trên truyền hình khi tham gia các sự kiện như Ký ức vui vẻ, Gương mặt thân quen. Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là một những tên tuổi gạo cội trong làng sân khấu kịch phía Nam. Không chỉ thành công ở lĩnh vực diễn xuất, nữ nghệ sĩ sinh năm 1966 còn đa tài trong nhiều vai trò như MC, đạo diễn. Vào đúng sinh nhật năm 7, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh hậu giảm cân của mình. Cụ thể, nữ nghệ sĩ đã giảm được 14 kg từ 86 xuống còn 72 và vóc dáng trở nên thon gọn hơn rất nhiều, thần thái tươi tắn hẳn lên. Đặc biệt, phong cách thời trang của nghệ sĩ Hồng Vân cũng được nhận được xét thời trung trẻ trung hơn thời gian trước đó. Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ hiệu quả giảm cân đã khiến cuộc sống rất thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, sau 15 năm tôi mới dám mặc lại đầm ôm, mặc áo sơ mi và quần tây, mới dám nhận lời mời tham gia sự kiện. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng tiết lộ rằng không có ý định giảm cân nữa vì đã hài lòng với ngoại hình hiện tại.